Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ đi ra chợ người Ấn để mình mua thịt bò. Ở thịt bò ở Ấn nó sẽ bị cấm và mình phải vào cái khu vực gọi là Hồi giáo. Khu vực này mua thịt bò thì cực kỳ là nguy hiểm vì toàn là người đạo Hồi thôi, nhìn cực kỳ nguy hiểm. Mình sẽ quay lại clip cho các bạn xem. Vì mình là người Việt Nam, mình không ăn thịt bò thì chắc mình chết mất. Nhất là mình đang tập gym nên ra rất là khó khăn cho việc nếu mà mình không có thịt. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem các bạn có thể nhìn thấy sự nguy hiểm ở Ấn.